Hàng năm là sản phẩm giá trị nhất ở đây. Lò vi sóng. Đấy, phải nồi cơm điện vì nó có giá trị sử dụng cao hơn. Lò vi sóng này. Lò vi sóng đắt hơn. Ờ, chắc thế. Để xem đây có ghi giá không? Có. Kit. Mời tinh nha các bạn. Có ngày mua không nha? Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của mình. Thì hôm nay là một ngày đi khám sức khỏe của mình với một thằng cùng phòng. Thì mình cũng đi với một ông bưu trổ nhỉ? Ca trổ hay bưu trổ không biết. Thì đây là cái lịch buổi sáng của bọn mình. Thì ông có dặn dò các kiểu và đi khám mới về. Thì trong quá trình mình đi khám sức khỏe thì bọn mình có xin ông ấy một số đồ dùng cần thiết trong nhà. Như cái Suihanki với Sojiki. Thì đấy là cái nồi nấu ăn nhỉ? Suihanki hay các bạn có thể gọi là Gohanhanki. Gohanhanki. Gohanki. Cái anh senpai của mình bảo là đấy là Gohanhanki nhỉ? Gohanki. Gohanki, Gohan là nấu ăn đấy các bạn. Thì một cái nồi điện với một cái lò vi sóng đúng không? Có lò vi sóng không nhỉ? Có lò vi sóng. Có lò vi sóng với một số cái máy hút bụi tự động nha các bạn. Thì bọn mình đã bảo thì ông ấy bảo là cứ đợi đi. Thì hôm nay bọn mình về nấu ăn thì trong lúc chuẩn bị ăn thì ông ấy học vào nhà và đưa một số đồ dùng cần thiết cho bọn mình. Thì các bạn xem những thứ đấy là như thế nào nhá. Thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn từng cái một nhá. Thì xem ông ấy mua cho mình những thứ như thế nào. Cái này là cái gì mày? Suihanki. Suihanki à? Hơi nắng đúng không? Đấy. Mày đập hộp luôn cho tao đi. Suihanki là nồi cơm điện nha các bạn. Đây này, trong mấy ngày không có thì bọn mình mượn của mấy anh senpai. Thì hãng của các anh là Tiger đúng không? Còn của mình là Toshiba. Mình nghĩ Toshiba nó hãng nó nổi tiếng hơn thì chắc là nó đắt tiền hơn. Đây có cốc đông gạo. Có cốc đông gạo, cái này uống sữa được đấy. Đấy, có đồng hồ luôn các bạn này. Sao này khá là dày. Khá là dày này, các bạn này. Nặng nhờ. Mày mở luôn chiều mình nấu ăn luôn. Bây giờ là 13:25. 13 giờ ở Nhật Bản. Còn bên Việt Nam thì chắc là 11:30. Đấy. Dây cắm. Có dây cắm không? Không biết sử dụng. Đấy, có dây cắm cho các bạn. À, đây là thịt à? À, cái này thịt sợi cơm. Thịt sợi cơm nha các bạn. Thì hôm trước không biết bọn mình đã mua một cái đấy. Nhưng mà cái này nhìn đều hơn đúng không? Đây là cái cũ của bọn mình này. Này, cái này nó. Đấy các bạn. Nhật thì đồ dùng lúc nào nó cũng dựng đứng thế này mình. Đấy. Tiếp theo là cái gì mày? Sojiki. Đây rồi, ta mang ra được phải không? Sojiki đây. Sojiki các bạn. Đấy, Panasonic đúng không? Toàn hãng nổi tiếng nhưng không biết có dùng được không. Đấy. Học sinh à? Ừ. Cái học sinh ở đây rất là vui tính. Học sinh ở đây rất là vui tính và dễ thương các bạn ạ. Cứ nghịch đùa như... Đâu nhỉ? Học quay phát nào. Ôi chói. Chói quá. Thôi, đập hộp đã. Mày ăn mặc đẹp thế. Mặc đồ ngủ quá. Áo giữ nhiệt. Sao trong này đâu nhỉ? Cái sốt. Hóa đơn này. À? Bảo hành à? Ừ. Để tí mình cất. Đấy. Vòi rồng à, vòi rồng à. Nhiều nhỉ, từng này mà ông bê lên được hết. Mày mở luôn mày. Wow. Như con robot tự động nhỏ nhỉ. Cái này không phải tự động, mình hút bằng tay. Chán thế nhỉ. Thấy cũng được, còn hơn là không có. Hướng dẫn sử dụng này. Chắc là hướng dẫn này cũng chỉ cho vui thôi vì bọn mình đọc cũng không hiểu mà. Bàn hút. Cái gì ấy? Cái này điều khiển à? À không phải.
Đây là ống hút để hút những cái về những khe cái trong tủ, hốc tủ ấy. Quần áo thế thì tay nối dài. À để mình cầm đúng không? Hết rồi. Hết rồi, để xem quay cảnh cảnh cho anh em xem này. Cái này không biết giá bao nhiêu nhỉ? Có tên không? Anh em tí lên tra xem bao nhiêu tiền. Xem công ty nó có ưu đãi hay không. À cái ổ điện này các bạn này. Cái này đấy. Chất chơi không? Đấy. Thôi. Hướng dẫn sử dụng chắc là mình cũng không muốn lắp luôn đâu. Lắp luôn. Cái này bọn mình chỉ nhìn hình đoán chữ thôi. Đồ hình bắt chữ. Đồ hình bắt chữ thôi. Đúng là sao bên này không tiếng kém nó khổ lắm các bạn ạ. Nói gì cũng hay hay mà không hiểu thôi. Thằng may có thằng này nó giỏi, nó phiên dịch viên cho. Đấy. Ấn ấn cái kia chắc là chốt đấy. Nhờ. Đấy nhờ. Nồi tay cầm đúng không? Đây là đây, ổ cắm điện này. Ừ. Cắm đúng đây này. Ok. Thở sửa ống nước. Thằng này cũng chuyên gia, chắc là sang này có tiềm năng là thở sửa ống nước đây. Đấy, đun cho vào. Nó lắp những okay. Cái chốt đây nhỉ. Rồi. Thử cắm điện mày. Đây. Đây là điện. Đấy. Đây 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 đây. Đây 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 đây. Thử bật phát. Hoạt động không? Có hoạt động không? Có công tắc, xem có công tắc ở dưới cái đoạn cái thân to ấy. Không có, không có. Đấy. Chắc chưa? Ha, à, khá sạch đấy. Mày lao vào đầu kia, đầu chỗ gác sắt để tao gần đây, chỗ này gần quá. Đấy. Chắc chơi không? Thử xem hộc tủ xem ở xem dưới này phát. Xem nó có cho vào không? Cũng được. Đấy. Ok. Hay lắm. Đấy, tiếp theo là lò vi sóng đúng không? Khả năng là sản phẩm giá trị nhất ở đây. Lò vi sóng. Đấy, phải nồi cơm điện thì nó có giá trị sử dụng cao hơn. Lò vi sóng này. Lò vi sóng đắt hơn. Ờ, chắc thế. Để xem đây có ghi giá không? Có. Kit. Mới tinh nha các bạn. Có ngày mua không nha? Đây này, ngày 19 tháng 12 này. Hôm nay 20 mà nhờ? Ừ. Khả năng là mua từ hôm qua, hôm mua từ hôm qua đến hôm nay mới mang đi. 20 này, 20 12 này. À này. Đây. Đây, làm biết. Chắc là cũng mua nay hoặc là lúc nãy. Nói chung là cũng mới mua. Mình chắc là mới mua, lúc nãy bọn mình có đòi hỏi thì ông mới chắc là mới đi mua, vì không thì ông đã mang đến lúc sáng rồi. Đỡ phải vòng vo. À cái lò lò vi sóng, cái máy hút bụi này các bạn này thì mấy anh senpai đòi chắc phải tầm mấy tháng, 3-4 tháng thôi các bạn ạ. Đòi từ ngày sang đến bây giờ thì mấy anh đòi hỏi thì bọn mình cũng được ké. Còn đây là cái lò vi sóng, loại này chắc của Liên Xô rồi. Không mở nào. Mở đâu? Nó có cái kim đúng không? Ừ. Thế sau thì bây giờ mình quyết định lấy dao để mổ con này ra. Mổ như mổ lợn nhỉ. Đấy, đập hộp nó phải thế các bạn ạ. Đấy, một em. Tí cắt đi khéo dẫm ấy. Đây, có cái thiếu gì ấy nhỉ? Bảo hành à? Cũng bảo hành luôn nhỉ? Ừ. Cắt một chỗ này. Các bạn này. Đấy.
nặng thấy không? Trơn. Trơn mới chật đúng không? Mày phải bôi trơn vào. Được không? Mùi như mùa lợn đấy. Được chưa? Bóc cái này luôn không? À, cái này hôm sau mình lấy cái kệ luôn nhỉ? Đều bỏ luôn đấy. Ừ. Thằng bảo làm này thì kê luôn. Mày không thấy tao không? Tưởng là 4 đầu 4 luôn. Chắc chơi. Đang dán này. Đây. Đây xem nào. Có cái nút bấm ở đây nhỉ? Không có nút bấm này. Khác mấy ông kia nhỉ? Ừ. Thấy chất chơi không? Đây, cái này bỏ. Đấy. Review xong chưa? Xong còn có bộ phước cự quần áo kìa. Quần áo và giày.